Khu vực Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long thời tiết đang chuyển mùa, nắng nóng kéo dài đã khiến lượng bệnh nhi mắc các bệnh lý hô hấp tăng cao. Chính vì vậy mà vào thời điểm này thì phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đến công tác phòng bệnh cho trẻ. Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cho biết là lượng bệnh nhi khám và nhập viện luôn quá tải, do bệnh viện còn phải tiếp nhận bệnh nhi đến từ các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bạc Liêu. Mỗi ngày có 1.600 đến 2.000 lượt bệnh nhi đến khám và điều trị tại bệnh viện. Trong khi đó, thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cũng cho biết là tình trạng trẻ nhập viện do thời tiết nắng nóng đang tăng cao, trong đó đã có một ca tử vong. Thực tế, số trẻ mắc bệnh do nắng nóng còn cao hơn ở con số thống kê của các bệnh viện vì phần lớn người dân đang có thói quen đưa con em đến phòng khám tư. Bộ Y tế khuyến cáo là để phòng các bệnh về mùa nắng nóng thì tốt nhất là khâu vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cũng như là an toàn thực phẩm là những việc hết sức quan trọng. Đối với trẻ nhỏ cần tắm rửa hàng ngày và lưu ý lau khô để tránh ẩm ướt làm cho vi khuẩn dễ phát triển. Mùa nắng nóng cũng cần tích cực diệt muỗi và bọ gậy bằng mọi hình thức từ dân gian cho đến các biện pháp bằng hóa chất. Ngoài ra khi trời nắng thì cần đội mũ rộng vành, không ngồi lâu ở một tư thế khi tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào gáy.